Là một thằng con trai như chúng tôi chịu nhiều áp lực lắm. Đôi lúc buồn cũng chả muốn tâm sự cùng ai cả, chỉ muốn giữ ở trong lòng. Và đôi lúc những người con trai như chúng tôi mà khóc, không thể nào mà khóc ở ban sáng được, chúng tôi phải khóc ở ban đêm, vì chúng tôi không muốn mọi người nhìn vào chúng tôi